Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì Đức đang có mặt tại nhà Phen Phen. Hôm nay là Phen Phen mời cơm. Hai vợ chồng với cháu với cả chị Hằng xuống đây. Cháu chào cô nha. Phen Phen ơi. Phen Phen đang ở trên à? Đấy, các bạn nhìn thấy nhà Phen Phen nhiều tiền không? Nhiều vàng, nhiều tiền. Xin chào. À, xin chào. Anh em ở trên này tối nghỉ ở trên này. Xin chào, xin chào. Xin chào nhé. Đức à, anh Sự đâu rồi? Anh buồn quá, anh không đi được à? Chào Đức. Chào. Hả? Anh Sự đâu rồi? Anh Sự đường nó không đi buồn được. Buồn quá, tua, xe bị tua. Xe hỏng này. Đã có ấy chưa? Đã có cái hóa đơn cho anh chưa? Chưa. Mai, cho mai. Chào em nhé. Chào anh Sự. Ô, sao quần bẩn đấy anh? Lúc nãy đẩy xe. Đẩy ở đâu? Đẩy trên khâu gà. Thế à? Rồi xong là không đi được á, đẩy thế rửa chân đi. Lốp bám này thì tay hồ đang tắm. Tắm à? Ừ, thay nhau tắm rửa chân tay đi. Vâng. Yeah. À, Phen Phen nhiều ngựa lắm này. Ngựa. Ê, chào anh Long Vlog. À, chào em. Phải bắt tay đi nhỉ? Tối nay anh em ngủ đây à? Vâng. Tối ngủ đấy. Ừ. Rộng nhờ, thoải mái nhờ. Đang tắm. Trước em được ở đây mà anh được nằm đây một lần rồi. Vâng. Cái đợt cùng Phen Phen đi vào trong Kim Linh. Thế đang tắm à? Vâng, tay hồng đang tắm. Anh Long tắm chưa? Anh chưa. Ô, chắc là quần áo tay hồng đưa. Hôm nay Phen Phen làm gì hả? Sinh nhật hay làm gì để con biết đấy? Không biết đó. Không. Thế thấy bảo là mời cơm. Nói kiên. À. Thế mai lại lên nhà em nhỉ? Mai mình vào thác, thác số 6 ấy. Okay. Lên đấy lấy gà, lấy vịt, lấy cá lên đấy nướng. Yeah. Yeah. Nhà. Hợp lý không anh? Cách đây bao xa? Nhà em. Đâu, nhà em từ thành phố em vào 6 7 cây mà, nhưng mà vào trong đấy nông thôn thôi. Chẳng qua mình đi vào thác. Ừ. Đẹp đấy, nhà nghe nói em mê rồi đấy. Thác đẹp lắm. À. Lên vừa tắm vừa nướng gà nướng vịt ở đấy, ngon. Như kiểu đi du lịch ấy, cắm trại. Anh Sự đến đây không? Anh Sự xe hỏng buồn quá ở nhà. Xe hỏng, xe Sự hỏng. Hôm nay với anh Sự đi vào trong ấy có tí việc tên là ra bị xe hỏng. Bây giờ chưa sửa được, chắc phải sáng mai mới xong. À đây còn có cái giường nữa này. Giường này chắc là không làm được. Để đổ hết. Hôm nay Phen Phen làm món gì đây? Ai dạ, quả đau răng to thế. Hôm nay anh Thắng có ở nhà Phen Phen làm quả đau răng to quá. Đây nha anh Thắng nha. Anh Thắng đi công tác Hà Nội rồi các bạn. Đấy, anh Thắng nhìn thấy có thèm không? À đây. À to đấy nhờ. Siêu to luôn. Thế anh Kiên sáng nay đi đâu? Anh đi lên biệt thự đồi ngô rồi đi bên làm đường của bên làm đường. Xin chào bên không hả đi lên đấy cả ngày à? Cả ngày đây, vừa về đến đây đấy. Có mệt không anh? Nói chung là hôm đi cùng anh Thắng vui. Hai ngày nhỉ? Phen Phen hôm nay có một ngày thôi, hôm nào phải đi cùng em hai ngày nữa. Em sợ anh Long. Xong là còn đi nhiều nữa. Phải anh Long không? Trải nghiệm tuyệt vời đấy. Rồi, anh lại bảo là không biết em là ai đi. Hôm nào em dẫn anh đi. Có mà. Ok. Có mà mai còn gì nữa? Em chào anh mà có mai. Mai là cho vào trong nhà em. Em trả lời em. Không phải anh nha. Chị. Mai là vào trong nhà em nhé. Câu chuyện Đức bảo anh Kiên đi có về không? Thì anh bảo là hôm nay đi lên kia sở qua thôi ạ. Bạn dưới là lúc trên đường bãi tí đấy anh em anh em mận cái mùa mận là Mộc Châu ấy anh toàn đầu mùa như là cuối mùa cái này hôm nay chị gái em mới gửi xuống mà rồi cái này ông đặt mâm kiểu gì nhỉ? Chắc phải hai mâm nhá, cả gia đình nữa đông người mà hai mâm ấy. Quên rộng đến dài thì dài dài vất vả rồi. Ăn được sang không chưa? Dạ em vừa sang. Cứ có ăn thì vất vả mới. Bạn Thắng không sao à?
Anh Thắng đi công tác rồi. Ồ đúng rồi, đi Hà Nội rồi, đúng rồi, quên. Mai Mộc Châu, quên. Mai Mộc Châu chiều Sơn La. Vâng. Quên. Mất ngon lắm anh ạ. Đi xuống bếp nhà Phanh Phanh em ạ. Xong còn món gì nữa? Thủy đi giúp ấy đi. Đi giúp chú Phanh Phanh bê đồ đi nhanh. Cất điện thoại đi. Phanh Phanh mua thêm dê à? Dê nướng. Mua bia à? Vừa đi bản về còn chưa kịp tắm à? Mua bia à? Mua nhiều thế? Mua nhiều này làm sao đủ uống được? Cần cua cà ngon quá. Em bảo là nóng thế này thì tôi làm bát canh cua cà. Chị mới lần á ăn canh cua là phải ra. Anh Long lấy cái gì? Anh lấy cái ổ cắm. Cắm thêm cho cái. Anh Sự lần đầu tiên xuống nhà Phanh Phanh nhỉ? Lần đầu tiên á. Cũng chưa biết là nhà em Phanh ở đâu. Bây giờ tối nay mới đến nhà em Phanh. Thế đến lúc từ mấy giờ? Dạ. Vừa đến. Vâng. Vừa đến đây mà. Dạ. Yeah. Vừa đến chắc là chưa kịp 10 phút rồi. Thế à? Vâng. Xong là em đến đây luôn. Bên đây ở trên đấy vẫn đường lầy nữa. Đẩy xe máy không đi được, không đẩy xe cái bánh là đấy, xong rồi. Đấy, tắm xong rồi, anh xem lên rửa chân tay đi. Tắm xong đi, tắm. Cái hồ cũng đang ở đây á? Có mà. Anh cảm thấy mình vi vu. Mình vi vu không xuống anh. Không nhìn thấy. Không nhìn. Hôm nay cứ sáng và chiều đi cố tình tính đây đâu. Cứ ngày mai phải chạy cái vu vào xin tốn nha. Ờ. Mai vào đấy đẹp mà anh mà. Chơi đấy cả ngày luôn. Chơi chán chê thôi. Xong là ngày kia lại tiếp tục đi cùng em đi một nơi rất là đặc biệt. Đây chỉ là đi chơi thôi. Cũng không xa mấy, khoảng 30 cây anh kia ạ. Đường nó đẹp như... Đường đẹp mà. Xe đi được thoải mái. Thêm một hết. Chào chưa? Chào bằng tiếng Anh nhé nào. Cho chú nghe nào, nhanh lên. Đẹp dài hơn đứa rồi. Có phải xin chào là Nho Dung không? Nho Dung. Sang năm lớp 2 này. Anh Kiên, anh Long, lên vào đi. Chờ cho anh em nó tắm xong đấy. Cho anh Sự tắm đó. Anh Sự người toàn bùn luôn. Thoải mái mà. Chưa muộn đâu mà. Chào em nào, chào tiếng Anh em nào. What's your name? Nên chưa chín à? Biên là phải tính vào bao. Ngầu lắm. Đếm được. Con ăn cho anh cả này hơi bị ngầu ấy. Đẹp dài hơn bố rồi. Cả nhà một tầm. Cả nhà có năm nhỉ? À ớt ớt. Đầu nhất định. Thế đấy, tay hầu tắm xong rồi đấy. Thấy em á, chào luôn nhé. Lòng tin không? Cầm rước cho anh Kiên. Cật kỹ phết đấy. Tắm chưa? Tắm chưa? Đông, mang quần áo chưa? Hai bộ à? Okay. À nhiều rồi, à nhiều quá, nhiều quá. Này ăn cái bữa này bữa thứ ba. Và mình nghe mình á. Mình khoan thua. Làm hai đứa mình nên mà đợi nhiều đấy. Chuột. Ôi, chuột.
Đây. Không. Anh đợi anh sửa được đây. Ba ba uống này. Chị ba. Sao để dành nhá. Thắng rồi, để dành. Đâu rồi, em mời anh Thắng rồi. Mời quá ảnh em. Và đấu răng. Đâu? Mời rồi. Đâu? Để cho chị ăn. Cất. Đâu? 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 Anh Long bật bia đi. Sao em hẹn đấy? Anh ở đây làm dâu ấy. Thì anh gặp chú anh choáng choáng. Uống này luôn. Chơi, chơi, chơi cả lon luôn. Chơi cả lon đi. Cho nó mát. Kia nè. Anh kia nè. Kia này. Cái này chơi cả lon đi. Lon này đẹp. 2 ngày nữa nó bắt đầu ra, bắt đầu nó mới khỏe được. Ừ, em này đấy, anh thấy không, đi vào bản là cứ đen này, nhanh hơn này. Nói chung là cả mình mặc áo thế mà đây này, anh Long đen đẹp kinh khủng luôn. Lúc nào anh Thắng bảo da vàng đen bóng cơ cho về. Con làm gì đấy? Tốt quá. Tháng rồi nhỉ? Vâng, 19 tháng rồi đấy ạ. Con gái tháng của tháng bố Phen. Tháng 11. Bé anh tháng 7. Tháng 7. Rất là xinh nhỉ. Con trai đẹp, sao lại đến một gái. Có con chúa để tình cảm á. Con trai cũng ngoan. Nè. Đắng nhiều rồi đây ạ. Đắng nhiều rồi đây ạ. Đắng nhiều rồi. À, đã, đã. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Ô, cho vào ấy xem quá. Sự đi đâu nhỉ? Tắm ăn thế. Ông ấy chỉ tắm. Anh ấy xuống rồi mà. À không, đi từ trên khâu gì nhỉ? Khâu khò à? Thôi. Không lại làm được đâu. Tiểu đúng chỗ chúng nó vất vả nhỉ. Đi đâu làm đường á? Vất vả là min nó không trả lời. Tiểu nó làm min là chị. À bo à, boy. Bo à, boy bo. Bo à, bo. Bao nói tiếng Anh thế nào? Bao có biết nói tiếng Anh đâu. À, bắn tiếng Anh như gió. Con cầm à? Ừ. Có biết nói tiếng Anh đâu. Con nói được này. Con nói được không? Mai là phải cùng Minh Vi Vu ở trong nhà Hương. Làm loạn. Tiếng Anh gọi là Minh Vi Vu chứ. Thôi, chọn một câu. Còn nhá. 8 giờ rồi, mình còn sớm. Cho nó ông Mai nhé. Máy kia đang hết, hết pin. Máy mà. Hay mai mình vào từ sáng đi nhỉ? Chưa. Mọi người ăn sáng xong là vào đấy. Nhà cậu ấy. Ở trong nhà trong ấy. Ờ xong đi lên thác nhỉ? Xong rồi. Trong chưa. Không, đi vào thác luôn đi. Không sao đâu. Cậu cứ xem. Bởi vì trên đó mình kể cả thích mình ngồi ở ngoài bờ suối cũng được. Hoặc là trong nó có cái hang mà mưa gió không đến đâu. Mai dẫn anh Kiên vào trong đấy. Xong là mình ăn uống ở đấy luôn. Nhá, anh Kiên nhá. Khi không nấu ở nhà em nữa thì vào chơi đâu. Xong là mình lên đấy. Điện. Anh em ngồi cho nó mát. Xong nếu mà cô chiều quay về thì vào ăn cơm nhà em được. Ngày mai thì nhận. Mấy hỏi gì? Măn đi, măn đi. Giàu lắm. Nhiều tiền nhau. Nhiều tiền nha. Thật đấy nha, thật đấy. Đóng cái lòng bây giờ này à? Ồ, nhiều tiền nha. Ồ. Lập lên, đụng lên mà. Ôi, không có phải nấu mà. Đi tìm tập đô la cho mấy mẹ nhau. Mẹ làm, mẹ làm. Tập đô la. Đâu rồi, đấy, đấy tập đô la. Ông bà làm, tôi nữa. Ông bà làm, tôi rất là. Đô la. Nhiều lắm. Chuyện giả đâu á, nhiều lắm. Một tập cơ. Bây giờ tưởng chuyện thật. Ý giả sự đẹp thế nhỉ. Dạng người đấy. Idol. Nè. Thành idol à. Đây vào đi anh Sư. Nhanh lên đợi anh thôi. Say say à? Đâu đâu. 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 Đâ
phát biểu xem nào, hôm nay sinh nhật hay là thế nào để con biết. Chúc mừng. Mang câu ạ. Không cần đâu, uống lon luôn được mà. Không cần uống lon được kìa thôi. Uống lon thôi nè. Uống lon luôn. Theo uống hơn cả đá. Không, bia chứ. Nào. Thôi anh uống được rồi. Anh uống này thôi. Anh ước uống này thôi. Đỡ này tôi đã. Ước. Anh có cần lấy cốc này không? Đâu anh, đây anh đây. Ước lấy cốc này không? Đây đây luôn. Đây đây. Đưa đây cho anh. Không không. Đây, anh chịu. Vâng, đây rồi, đây có rồi. Thế là hôm nay mấy hôm mà giờ đi đến nhà chủ tịch Tân nhỉ, anh em mình uống rôn có cho đá đâu, sao say không còn đứng đường về nữa nhỉ, không là chú đưa anh về. Vâng, em đưa anh về mà. Số quá. 210. Đưa anh lên lên giường luôn. 210. Nhớ không? Sợ anh lên cầu thang không được. Với lại ở nhà đấy nó lòng vòng lắm, nên lạc đường đi chơi thôi. Mời bác nhá. Chúc mừng bác nhá. Chúc mừng bác nhá. Chúc mừng bác nhá. Mời Nhung nhá. Mời chị Hằng nhá. Cảm ơn mọi người đến ăn mừng nút bạc trong xe nhá. Được đấy. Em kia nhá. À kia đã. Rửa nút bạc. Rửa nút bạc. Rửa nút bạc. Rửa nút bạc. Em thấy là được ấy lắm đấy nhỉ. May mắn lắm đấy. Anh kia. Okay. Ừ. Mai anh em lại gặp nhau tiếp. Hôm nào có thể gặp nó phải nhiệt tình nhá. Sao bắn đấy? Anh em đang gắp cho anh Kiên một quả đau răng. Đúng rồi, chính xác. Đúng. Không. Đúng rồi, nhà mình có hai người được không? Anh Kiên này. Đây, cho cháu. Không, bảo ăn cái này rồi ấy. Đấy, chắc bè hồng. Ưu tiên nhất đấy. Ưu tiên nhất. Rồi, mời mọi người đi. Bây giờ bạn có kiểu gì nhỉ? Cái lòng ngon vào đây. Đây rồi, đây rồi. Đang nhòm mà. Hôm nay là cái vòng thứ mấy rồi anh? Cái này cái thứ 6. 6 đúng không? Cái 5. Cái 6. Cái thứ 6. 3 cái bên không này. 3 cái bên không này. 6 cái phát câu. 2 cái bên câu khà. Câu khà. 5 cái. Ai cũng nhớ. Cái này anh còn thẻ riêng gì không đấy? Hả? Còn giữ thẻ riêng gì không đấy? Cái này cái thứ 6. Con chào cô và cô Yến ạ. Cảm ơn nhé. Cảm ơn cái ạ. Dạ vâng ạ. Nào dạ. Làm miếng kiểu trà của Phen Phen à? Anh Kiên mời dùng. Được, được ạ, à, được ạ. À, à này con hôm nay đi cả bản cả ngày. Cũng là dê chấm tin cho cô ạ. À. Dạ vâng ạ. À. Tí nữa con gọi cô khoảng bằng 1 tiếng, 30 phút con gọi cô được không ạ? À? Dạ. Dạ. Dạ, dạ vâng. Dạ vâng. Không, dạ, không, dạ. Không uống nữa. Dạ vâng vâng. Em sự uống. Đúng rồi. 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 Đúng cho phê phê uống bia ấy. Vâng. Nay không phải đi đâu rồi. Vâng nhá. Vâng, đi. Uống xong giờ tí mình khiên phê phê lên trên tầng 2 là được. Vâng vâng. Cảm ơn. Quân. Em kia. Em. Đây em ăn này. Thế nhỉ. Nào. Không, tầm kia này. Ăn lầm mồm à. Bắt đầu anh. Phát cơm thứ 6 rồi hả? Cắn cái thứ 6 luôn. Hôm nay là cái thứ 2 này chứ. 6. Mấy gà, mấy gà. Gà 6 gà. À 2 gà là 6 đúng rồi. Sorry. Đây là 1 con. Xin mời các bác nhá. Cắn cả luôn, cái này vừa tầm ấy. Đây, ăn một vào ăn luôn một miếng luôn. À. À ơi. Hết cả cái chứ. Ôi trời ơi. Ờ mày chỉ ăn cái ăn gậy nhất. Mày ăn giỏi thật. Đấy. Nè, cái gì? Khỏe, nói chung làm việc khỏe ăn được đấy. Làm béo. Đấy, không khỏe. Nhất là hôm nào đi chở xi bê xi rồi nhỉ? Vâng. Đấy ăn thì thôi rồi. Vâng. Cái này cũng sướng. Nhìn thấy anh Sự ăn thì mình đã no rồi. Cho một quả đau răng.
mới Niên. Mới qua. Niên. Sánh vần nờ với vần lờ ra. Gương thì ngã. Đúng rồi. Em có thể sửa được không ạ? Không thể sửa được. Mình nhiều lúc mình còn không biết phát hiện ra mình nói ngọng nên là thôi không sửa được. Thôi kệ thôi, nói chung là ông trời cho cái gì cho cái đấy đấy. Cho cái gì dùng cái gì không? Em gọi chị là Niên à? Phân bạn chị vừa nó nói ngọng chào anh Long. Mời anh nhé. Cứ bác anh chị ở trên kênh của em ước nhé. Đúng bữa tối tại nhà của em phân phép. Là đầu em tiên thì xuống đây được 2-3 lần rồi. Ủa thế thôi à? 4 lần rồi. Lần này lần thứ 4 thôi. Nhưng mà hôm nay có ăn cơm lần đầu tiên nhà Phanh Phanh. À thế à? Hôm nay Phanh Phanh rửa nút bạc. Rửa nút bạc đúng không? Nhưng mà nút bạc sắp mọt rồi mới rửa. Sự mời Phanh Phanh đi. Vâng. Cảm ơn. Này hậu thoải mái đi. Xong không? Em Long vừa xong. Anh Long ơi. Anh Long. Đánh anh Long phải là bây giờ ước là phải cho một cốc này uống mới biết được. À, rồi sẽ cho một cốc. Đây đây đá này. Cốc này thì anh Long ước gì. Không thể đo đâu. Nhưng em mình đo ăn gian. Đo bằng thừa đó mà anh. Thế thì cho anh xin một ít đá. Em phải phe bây giờ ăn gian rồi đúng không? Đúng rồi. Nó công bằng bọn em còn sợ nó quá đà quá đấy. Các bác thông cảm tí tay vừa gãi cho bay hầu. Gãi lưng, bốc tạ. Ờ, tắm sạch rồi. Bia có mùi khét khét. Ông nhớ ấm nhung màu về Đúng rồi, chính xác, gọi là thánh đít gà nhưng mà ngan thì phải gấp đôi cái to như này nhưng mà wow. Phao câu lợn anh ăn được không? Lợn thì bé tí thôi. Không phải phao công đốc còn to này. Lợn thì con đuôi thôi. Không phao công trông ấy. Phao công ngan, em nghĩ là phao công ngan ngon hơn đúng không? Ngan ngon hơn. Lần đầu tiên mà ước nói là có phao mới mới ngon hơn. Phao cầu châu. Phao cầu bò. Bò. Anh ăn được không? Được. Một miếng thôi. Một miếng thôi, cắn làm gì nữa? Ôi giời. Ôi. Ăn phải chứ anh hải sản ba đi. Mời mọi người nhé. Ăn phải phỏi cái vàng vàng cơ. Thiếu muối đấy. Cắt đi rồi. Cắt rồi. Không biết nào. Rồi. Hết luôn. Cái thứ bảy phao cầu đúng hôm nay ăn bảy cái phao cầu rồi. Ừ. Anh bảy cái này em anh xin một cái có cho đâu bảy cái luôn hôm nay phao công an nó mỡ màng lắm ngon lắm mà bảo nó nhận hết về ông ấy anh Long có uống được không? Anh vẫn uống mà tưởng không uống được nữa thì thôi ăn cơm rót rồi nhà để ấy. Tùa hai bát về ngon luôn. Đấy quay cho anh kia làm thành cua nha. Thành cua nấu với ruột bầu. Thành cua bà nấu ạ. Nhưng nấu. À, thành cua rau đay mùng tơi.
ăn như canh bùa. Anh kia ăn đi. Để cả nữa. Đúng bài. Đúng bài luôn. Nhất tỉnh. Nhất tỉnh cho phen này. Anh kia. Các phen. Vợ em nấu canh cua men cà là nhất tỉnh luôn đấy. Sự hát đi. Anh Sự nói mà. Ai à. Ai à, cái này. Cái này để vào giúp. Ví dụ chẳng hạn đi bác anh ấy. Thôi thì bác anh giật ra là nói chuyện là anh nói chuyện với bạn đi. Nói chuyện với bạn đấy, có sao đâu. Nói chuyện với bạn bình thường đi. Dạ, bà anh ấy. Năm nay anh gần 50 tuổi. Bây giờ con này phải xin đi. Sướng rồi cái này. Sướng. Cái này cho ai dùng thì hợp lý anh. Con này người lớn người trẻ dùng thoải mái. Đâu cho người anh nhai lại ấy. Hả? Cho người anh nhai lại dùng hợp lý. Rồi nhờ, cái này có cái gì ở trong này? Bé Hầu đây rồi, cho Bé Hầu nghịch. Chào Bé Hầu nhá. Cái gì ở trong này mà ác thế nhỉ? Bé Hầu ơi, chào nhá. Bé Hầu đi đâu ơi? Đi đâu về đây? Bé Hầu đi đâu về? Bé Hầu đi đâu về? Sang bên này. Anh đi đâu mà chả bảo với em câu nào thế? Anh kinh. Đấy. À, hôm nào mượn cái này để cho nói chuyện với Minh Vi Vu thì không phải tiếp chuyện nữa. Mai cầm đi luôn. Mai cầm đi nhá. Cho nói chuyện với Minh Vi Vu. Không, Minh Vi Vu hỏi nhiều lắm. Bài hợp tưởng là thật đấy. Ông quá. Ông đây à? Ông đây à? Ông quá. Đấy cười. Cười. Con này là cho định sự, cho định sự. Này, Nga Hải Lùn à? Anh Nguyên, đưa vào. Tưởng là ông Thắng nói chuyện với nó rồi. Tưởng là bạn Thắng nói chuyện với nó rồi. Thắng đang nói thế. Anh Thắng đấy. Thắng bảo là bạn Thắng đang điểm cho. Nói chuyện. Nga ăn đọc tảnh rồi. Thả lô. Thả lô. Thả lô. Mà anh Thắng đang nói chuyện cùng đấy. Mới nó về đây không? Con nấm dầu. Rồi. Con nấm dầu rồi. Thế rồi. Biết rồi. Con nấm rồi. Bà cho mình nói nữa thì thôi rồi. Nấm dầu rồi. Hầu à? Bảo anh Thắng ấy, bảo anh Thắng. Công an anh về nhà là cũng nhậu với mẹ rồi. Bạn đi đâu không phải là đi đâu. Cái kia là Bây giờ cứ tưởng là đang nói chuyện của anh Thắng nha các bác nha. Anh đi mai rồi. Nói chuyện nào. Không biết đâu. Thế mà mai mượn tay Sơn Rồng để nói chuyện với Minh nhá. Cho Minh đỡ hỏi nhiều. Không cảm biết rồi. Các
Nó rồi. Không đấy rồi. Tưởng gặp đầu đấy rồi. Cái này cái sáng mai. Nó không biết là cái gì luôn. Không biết đâu mà. Không, họ không biết là cái gì. Cứ tưởng là bản thân nó chuyện gì thôi. Cái này sáng mai quá. Ngủ quên thôi. Đi lòng thắng á. Đi lòng thắng đó. Thắng rồi. Ngã tà lùng. Đi lòng thắng nó chuyện hả? Không biết làm gì đâu rồi. Ăn đi rồi. Bảo công an hôm nay nói chuyện với bảo cái tiền nhà với anh nhiều tiền. Đặng nghe. Tuy là thằng nói là nhà phép anh rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền. Vâng đi. Bảo nói là ngay rồi. Ăn đi rồi. Mai cứ cho mình vi vu cầm để cái không? Này là anh em bảo bảo bắt đâu đâu phải có bởi nó đi mà. Ồ, bắt từ đây. Ờ đúng rồi. Cho tay ông nó. Bắt từ đây đi rồi. Anh sư đâu? Từ đây, bắt từ đây. Vâng. Ôi. Đi. Mỏi rồi. Không đảm pin đi. Đây hết pin với cả một ngủ thôi. Vào nó cứ cho. Ai đã bị vô đây. Cũng kiệt sức em ạ. Nói chung là cái hết cả cái tuyến nước bọt rồi. Đấy, đấy ăn nữa. Ai ai. Mời đi. Bà nói xin thua. Cứ tưởng là tắt em nữa rồi. Không lắm cứ tưởng là tắt đi cái điện thoại à. Bác sửa. Cái này mà là đẹp mai nha, mai nhưng mà là mỏng như vậy thôi. Ăn cái như đây rồi. Nó đi nấu rồi, nó cũng nấu. Nó bỏ à? Nó bỏ à? Nó bỏ rồi. Nó happy thì thôi. Nó muốn nói nhau, nó bỏ rồi. Ồ, nó cũng phải chờ nó mẹ rồi. Bye.
Bye bye đâu ơi. Rồi chào chào tạm biệt. Rồi chào các bạn. Thôi nha. Chào nha. Chào cái xương rồng nha. Chào xương rồng. Chào các chủ nhân. Chào các chủ nhân. Mẹ. điện thoại ấy, xem màn hình ấy, nó cứ giơ giơ cái quả vào cái màn hình kia. Cho đến bây giờ là nó bảo phát tiền rồi. Thôi nghỉ thôi nhỉ. Anh Lâm nghỉ thôi nhỉ. Xong nghỉ chơi à? Nghỉ chơi. Mai mời anh Kiên này với cả tất cả anh em vào trong làng em. Từ đây cũng em nói qua rồi đấy. Mai vào nhà em chơi. Chơi anh chơi nhá. Vâng. Vui quá. Cười pèo đau hết cả bụng. Nói chuyện với cây xương rồng. Nói chuyện với robot này. Robot. Nói chuyện với robot à? Robot. Máy. Trong nó là bằng robot mà. Đúng rồi. Nhưng mà trong nó lại là bằng bông. Thế à? Mai mổ ra xem nhá. Xem trong cây xương rồng có cái gì nhá. Thôi xin chào tất cả các bác nhá. Ăn cơm nhà Phen Phen no quá, cơm ngon. Đi căng bụi hết cả bụng. Xin chào các bác nhá. Nghỉ thôi. Tối nay nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay bọn anh cũng đi đồi thông các kiểu. À đồi ngô về mệt rồi. Thì em về đây. Anh Kiên ngủ đây chứ. Ước ngủ đây. Không, em về thôi. Em còn vợ em với cả cháu nữa. Mai gặp nhau ở trên thác rồi. Chào Phen Phen nha. Một chế đây. Một chế. Mai gặp nhau. Mai nó bố nè. Mai nó bố nè. Đúng rồi. Ngủ ở đây cho tự nha. Ngủ ở đây cho tự nha. Có người xa.